Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ có khái niệm về truyền theo giá trị và truyền tham chiếu, tham trị và tham chiếu. Tham trị là đưa giá trị vào mà không cần lấy ra. Không cần lấy ra. Chỉ cần đưa vào thôi, còn bên trong nó xử lý gì kệ nó. Xong rồi thôi. Nhưng mà tham chiếu là mình đưa giá trị vào, kết thúc quá trình xử lý, mình sẽ lấy ra được một cái giá trị mới của cái biến mình đưa vào. Vậy hai cách truyền của chúng ta khác nhau. Và tại sao chúng ta phải làm như vậy? Nó có rất là nhiều lý do. Ví dụ, bạn truyền vào một số và bạn lấy ra một số 11, thì mình có thể truyền vào và mình lấy ra bằng tên hàm, bởi vì nó là 11, truyền vào và lấy ra. Nhưng đôi khi mình không muốn thay đổi, truyền vào A thì nó trả ra 9A luôn, chứ không có muốn thay đổi gì cả. Ví dụ như mình cho là A và cái hàm của mình là mũ 2, thì sau khi kết thúc mình cho vô 3 thì nó phải ra 9. Mình cho vô 5 nó phải ra 25. Sau khi kết thúc cái hàm nó phải ra đúng con số mà kết quả luôn, trên 9A luôn. Thì cái nhu cầu của mình nó sẽ khác. Và bây giờ mình sẽ làm một cái hàm ví dụ liên quan đến hoán đổi. Thầy sẽ mở một cái project đến ôn tập đi ha. À, chỗ này thầy để là slide 5. Chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta khai báo một cái biến A bằng 100, B bằng 200. Và chúng ta mong muốn rằng sau khi thực hiện cái hàm hoán đổi thì A và B sẽ khác nhau, đổi lại vị trí cho nhau, đổi lại giá trị cho nhau. Và ở đây chúng ta sẽ print phần trăm d xịt t phần trăm d xịt n phẩy a phẩy b. Đoạn code này các bạn có giải thích được không? Dòng số 8. Có ai mà không giải thích được giơ tay? Rồi, ok. Rồi, những bạn bên dãy B giải thích được hết hả? Rồi, đối với dòng số 8, đây lệnh print dùng để xuất kèm biến. Vậy cấu trúc của nó có hai phần. Phần thứ nhất là xuất thông báo và định vị trí xuất. Hello. Xuất thông báo và định vị trí xuất. Thôi. Như vậy thì ở đây mình không có thông báo nào cả. Nếu như bạn muốn thì bạn gõ là A bằng, thì A bằng là thông báo, bởi vì cái A bằng này nó sẽ xuất ra. Phần trăm D là định kiểu vị trí xuất, và cái mình đang muốn xuất là A, mà A là số nguyên, cho nên chỗ này phần trăm d, tí nữa 100 nó sẽ đưa vô đây. Xịt t là gì?
À, mình cần sau khi sức A bằng 100 thì cách ra cho mình một khoản. Tương tự như vậy, chỗ này nó xuất ra 200, không có chữ B bằng. Bởi vì chỗ này mình đâu có thông báo đâu. Và cuối cùng xuống dòng, chạy. Nó xuất ra A bằng. A bằng, A này là mình thông báo nè. 100 này là giá trị của A và nó xuất tại vị trí đầu tiên, phần trăm D đầu tiên. Đây là phần trăm D thứ hai. Mình muốn xuất bao nhiêu biến thì mình đưa bấy nhiêu biến và phía trước này mình chỉ định cho nó những vị trí xuất tương ứng. Kịp không các bạn? Kịp chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ viết một cái hàm hoán đổi và chúng ta viết lại một lần nữa. Chỗ này mình để B bằng, tí nữa nhìn cho nó dễ. Nhìn vô đây đấy thấy xiệt TB. Nhưng mà xiệt T là riêng còn B là riêng nha. Mặc dù mình viết dính liền nhưng mà chẳng có ăn nhầm gì với nhau cả. Mình làm một cái hàm hoán đổi và hàm hoán đổi này không cần kiểu trả về. Chỉ cần nó vào nó đổi A cho B, B cho A là được rồi. Hoán vị in A phẩy in B. AB này không liên quan gì đến AB phía trên nha các bạn. AB này chỉ có tác dụng trong chính cái hàm hoán vị thôi. Không liên quan gì A và B này cả. Không liên quan. Và mình sẽ khai báo một cái biến tạm. Mình lấy tạm bằng A chấm phẩy, A bằng B chấm phẩy, B bằng A chấm phẩy. Hết hàm hoán vị. Và ở đây chúng ta sẽ gọi cái hàm hoán vị này A phẩy B chấm phẩy. Và chúng ta lặp lại một lần nữa, in A và B ra. In A và B ra. Và cuối cùng A cũng là 100, B vẫn là 200. Hoán đổi được chưa? Mình hoán rồi đó. Nè, mình hoán rồi nè. Nhưng thầy nói rồi, là A trong cái hàm hoán vị không liên quan gì đến A ngoài này. Không hề liên quan. Cho nên em đưa vô đây, khi mà mình đưa A tức là không liên quan đến biến này, mà mình chỉ đưa giá trị 100 vô đây thôi. Cho nên chỗ này người ta nói là truyền tham trị. Mình đưa là mình đưa cái giá trị thôi các bạn. Mình đưa cái số 100 vô thôi. Được chưa? Mình đưa cái số 100 vô. Nếu như chỗ này bạn in bên trong hàm. Cái này mình ghi là trong hàm. A và B bên trong hàm. A, B. Thì vô đây. Cái này là 100. Cái này là 200. Nó hoán đổi xong. Tại thời điểm dòng số 19 thì A là 200 và B là 100. Và tại vì thầy để AB cố tình cho các bạn nhiễu. Còn chỗ này thầy không để AB mà thầy để N M. Chỗ này là N. Chỗ này là M. N M. Được chưa? Không liên quan gì đến AB cả. Không liên quan. Chương trình chính là NM. Chương trình con là AB. Vậy thì khi mình gọi cái hàm này nè, mình gọi N, thì thực chất là nó đưa cái số 100 vô đây. Nó đưa số 200 vô đây. Và nó vào chương trình con. Chỗ này là mấy? Hồi nãy mình đưa mấy? 100.
Chỗ này mình đưa 200. Thì biến tạm của mình sẽ bằng A. Thì lúc này tạm sẽ bằng 100. A bằng B. Lúc này A bằng 200. B bằng A. Thì B nó sẽ bằng 100. B, à, B bằng tạm. Quên. B bằng tạm bằng 100. Và cuối cùng A 200, B 100. Chạy chương trình. Đây. Lúc đầu A 100, 200. Trong hàm A 200, B 100 có đổi. Chỉ đổi trong hàm thôi. Còn khi thoát ra cái hàm là nó không còn, không có giữ giá trị được. Để khắc phục được tình trạng này thì chúng ta sẽ cải tiến cái hàm hoán vị này. Chúng ta gọi là hoán vị 2. Và chỗ này bạn không đưa giá trị nữa. Không đưa giá trị nữa. Mà lúc này chúng ta sẽ tham chiếu. Không đưa tham trị nữa mà chúng ta tham chiếu. Và chỗ này chúng ta sẽ đưa vào là sao. Sao? Sao là gì? Đối với lại một ô nhớ. Đối với lại một ô nhớ. Ô nhớ thì thường người ta sẽ vẽ theo chiều đứng. Đối với lại một ô nhớ, coi như là thanh RAM của mình đó. Khi các bạn chạy chương trình, thanh RAM của mình đó, mình khai báo một biến A thì A nó sẽ chiếm một vị trí trên RAM. Được chưa? Đây là thanh RAM của mình. Học có một lễ IT101 là biết rồi, có RAM. Và ở đây nó cho các bạn một biến A với cái địa chỉ chỗ này. Ví dụ như là 1200.300 chẳng hạn. Đây là địa chỉ. Và A mình gán cho nó giá trị là 100. A mình gán cho nó giá trị là 100. Thì đối với lại cái hàm hoán vị của mình, nó chỉ lấy giá trị 100 và 200 vào bên trong cái hàm và nó hoán đổi bên trong hàm. Nhưng sau khi nó hoán đổi xong thì giá trị của A và giá trị của B vẫn như thế. Tức là khi mà bạn chạy một cái chương trình con, bạn chạy một chương trình con, thì lúc này nó sẽ khai báo một cái A con, một cái B của chương trình con. Và nó lấy cái giá trị 100 này nó gán vô đây. Nó lấy giá trị 200 này nó gán vô đây các bạn. Nó tạo biến mới. Nó tạo biến mới. Nó chiếm dụng bộ nhớ mới. Thì đây là 100. Đây là 200. Và trong cái quá trình làm này nè. Trong quá trình làm này. Thì chỗ này có thay đổi. Cái A trong chương trình con và B trong chương trình có thay đổi. Nó biến thành 200 và 100 ở đây. Có thay đổi. Nhưng sau khi thay đổi xong thì chỉ có trong chương trình con thay đổi thôi. Còn ngoài chương trình chính không ảnh hưởng. Và bây giờ đối với lại cái chương trình cải tiến của chúng ta thì cũng là RAM. Cũng là RAM. Cũng có biến A, biến B. Cũng có A, cũng có B. A cũng là 100, B cũng là 200. Nhưng cách truyền của chúng ta bây giờ, cách truyền của chúng ta bây giờ khác. Chỗ này thầy đưa con trỏ A, con trỏ B. Và xuống dưới tạm không phải là bằng A. Tạm không phải là bằng A mà bằng con trỏ A. Con trỏ X bằng con trỏ Y. Rồi ok. Này là cái gì?
tạm bằng con trỏ A. Con trỏ A thì bằng con trỏ B. Và con trỏ B thì bằng tạm. Vậy chỗ này nếu như mình gọi cái hàm hoán vị 2, mình gọi cái hàm hoán vị 2 và mình in lại một lần nữa. Và lúc các bạn đưa vào nè, đưa vào không phải NM. Lúc mình đưa vào không phải NM, khác các bạn nhé. Lúc mình đưa vào cái gì đây? Địa chỉ của A. Không phải A. Mình đưa vào địa chỉ của A. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào địa chỉ của A. AM, địa chỉ của N. Địa chỉ. Vậy thì đối với lại hàm hoán vị 2, nó sẽ làm gì? Đây, hàm hoán vị 2. Hàm hoán vị 2. Chỗ này là A con, B con. Chỗ này có địa chỉ, ví dụ như là một địa chỉ là D1 đi. Địa chỉ bao nhiêu kìa nó? D2. D2. Và lúc mà nó đưa vào chương trình con mới á, thì nó không đưa 100, đưa 200, mà nó lấy cái địa chỉ này nè. Nó đưa vào đây. Nó lấy cái địa chỉ này. Nó đưa vào đây. Vậy lúc đầu nhìn chỗ này nha. Lúc đầu cái biến A của mình này nè, có địa chỉ là gì? D1. B có địa chỉ là D2. Còn địa chỉ D1 thì chứa giá trị 100. Địa chỉ D2 chứa giá trị 200. Kịp chỗ này không có nè? Khi mình khai báo một biến A, biến A nó chứa tại một cái ô nhớ có địa chỉ là D1. Rồi mình gán cho nó cái giá trị của ô D1 này, cái học cũ đó đó, mình bỏ vô 100 ngàn. Được không? Mình gán cho cái học cũ đó là A. Kịp chỗ này không? Cái học cũ của thằng B nó có địa chỉ là D2. Mình bỏ vô đó 200. Và mình gán là cái tủ D2 này nè là của thằng B. Được không? Và mình chơi một cái trò mới. Cái trò của mình là mình lấy một cái biến gọi là tạm bằng địa chỉ của A. Địa chỉ của A là bằng mấy đây? D1. Và địa chỉ của A thì bằng địa chỉ của B là bằng mấy? D2. Và ngược lại, địa chỉ của B bằng tạm là bằng mấy? Tạm nè. D1 nè. Vậy lúc này địa chỉ của B là D1. Và sau trò chơi này, bạn A, địa chỉ của bạn A đâu? D2. Địa chỉ của bạn B đâu? D1. Tôi chỉ đổi địa chỉ thôi mà. Nhưng thực chất đổi cái gì? A, D1 trở thành D2. D2 chứa giá trị nhiêu? 200. B trở thành D1. D1 chứa mấy? 100. Như vậy chúng ta đã đổi giá trị theo tham chiếu. Đó. Cho nên nếu mà mình muốn giữ giá trị thì các bạn truyền cái địa chỉ vào. Truyền địa chỉ vào.
điền địa chỉ vào nha. Và chỗ này chúng ta hoán vị 2, chúng ta bỏ cái trong hàm này đi để cho nó khỏi rối. Bởi vì trong hàm thì chắc chắn là nó hoán đổi rồi, cho nên mình đừng có in trong hàm nữa. Và mình sẽ chạy lại hoán vị 2. Cái này là ban đầu. Cái này là hoán vị 1. Cái này là hoán vị 2. Tất nhiên với những bài tập cơ bản của chúng ta trong các bài lab và trong các bài assignment thì nó không đến mức này. Nhưng các bạn học ở đây có nhiều bạn khác. Có nhiều bạn có thể hiểu được đến mức này tường tận thì thầy vẫn dạy bình thường. Còn bạn nào mà cảm giác nhức đầu quá thì mình làm mấy cái bài đơn giản trước đi. Cho nó nhuyễn trước đi. Khi nào mình đủ cảm nhận rồi mình sẽ chuyển lại bài này, mình sẽ thấy được vấn đề của nó. Được chưa? Còn trách nhiệm thầy phải giảng. Và vẫn có nhiều bạn rất là ok, hiểu được. Cho nên là thầy vẫn giảng nha. Như vậy chúng ta đang nói đến về truyền tham trị và tham chiếu. Ha, tham trị và tham chiếu.